Vâng, xin chào các bác. Trước mắt các bác là một mẫu nuôi của Pioneer, hàng rất khủng gấu đây. Dòng chữ ký A636, hôm nay tôi bán ra 6 triệu đồng. Rất dày dặn và nặng. Bên trong nội thất thì nhìn cực kỳ phê mát luôn. Nắp trên nó làm dạng lưới tổ ong nên là nhìn rõ bên trong. Con này chạy 4 con sò than thôi, nhưng tản nhiệt làm siêu gấu luôn. Cũng dạng kiểu tổ ong, tụ to, nguồn to, nặng, đặc chắc. Tản nhiệt to này thì khi hoạt động nó sẽ rất hiệu quả, vì nó sẽ tản được nhiệt, nó sẽ mượt mà hơn. Con ly này đánh 2 đôi loa AB+B. Trên âm ly có chỉnh bát chép, cân loa, lao lướt và các đường vào âm thanh đầy đủ giống như những âm ly khác. Đây là nút direct không được bấm vào, nếu bấm vào thì chạy bát chép sẽ không tác dụng. Chạy trực tiếp, dạng là chạy không qua phần chỉnh âm sắc. Hình thức còn tương đối mượt mà luôn, góc cạnh 6 triệu đồng nhé. 230W, điện 100V, sản xuất tại Nhật. Loa A bên dưới, loa B phía trên. Làm cái cầu loa rất là sang trọng luôn. Nó thuộc dạng hàng khủng, to dày. Tôi đang cắm tín hiệu đường CD. Âm ly có cả đường vào đường ra đầy đủ, có thể xuất âm thanh sang một âm ly khác để đánh hai âm ly liền một lúc. Tôi sẽ mở nhạc to cho các bác nghe. Rất thích hợp cho bác nào có âm ly karaoke rồi đấu hai âm ly kết hợp cả nghe nhạc nữa thì nó sẽ rất hay. Tiếng cực khỏe luôn. Triệu đồng thôi, ship toàn quốc qua Viettel. Những con âm ly khủng này nó rất hợp với những đôi loa gấu, bởi vì nó sẽ kết hợp, nó sẽ khai thác được nhau. Đôi loa gấu bát nó to nên khi mở vào âm ly khủng thì nó đánh, nó sẽ ra được cái chất của loa. Vâng, xin cảm ơn.